Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thật đáng sợ, đầu tiên là tức năng thần, giờ lại biến ngược cung chủ của Phạm Long Cung. Hung thủ e là có mưu đồ từ trước rồi, đừng có mà đoán bừa. Hoa đồng minh đó phản bội sư phụ của tông môn, sợ là có không ít người muốn giết hắn. Bây giờ còn chưa điều tra rõ ràng, nên đừng có vội kết luận gì cả. Đúng đó, không chừng hắn chỉ là nạn nhân của việc những người này đổ tội lẫn nhau, không liên quan gì tới chúng ta cả. Chuyện này khá là quỷ quặc, chỉ là trước tiên không cần phải sốt ruột. Chi Thánh Tôn đã dự đoán được trước tung tích của một hung thủ, thì bà ấy nhất định là có thể suy đoán thêm một kẻ khác. Đúng rồi, hai ngày là ta có thể tính toán ra được. Đợi các ngươi suy nghĩ ra được kết quả thì sợ là chúng đã chết hết cả rồi. Đây rõ ràng là nhắm vào Hoa Kiều thần chúng ta, lại còn xảy ra chuyện ở Huyền Qua thần quốc các ngươi. Ta đại diện cho thần Vũ Thiên Sư, yêu cầu mấy người phải đưa ra lời giải thích ngay lập tức. Hoa Sùng, thánh chủ của Thiên Xu Thần Vũ. Lão sư gần đây vì để truy tìm tung tích nên đã nhìn trộm thiên cơ và bị phản phệ. Thân thể hiện giờ không khỏe, nên mong ngài hãy cho thêm thời gian. Nơi này từ khi nào mà đến lượt tiểu nha đầu như ngươi nói chuyện vậy? Đến nói chuyện với thần minh như nào mà cũng không biết, xứng đáng bị vả miệng. Dù sao cũng chỉ là thượng thần Thiên Xu, mà hành sự lại giống như là ác bá vậy. Và lại, Chi Thánh Tôn vẫn còn ở đây, tiểu cô nương này cũng là đồ đại của người ta. Đánh người thì cũng phải nhìn sắc mặt của sư phụ người ta nữa đúng chứ? Trúc ca ca là ca. Mật Dung, con quen biết với vị Trúc công tử này sao? Coi như là vậy đi ạ, con gặp huynh ấy lúc đi du lịch trước kia. Lão sư, trạng thái của người hôm nay không tốt, chi bằng con đưa người về phủ trước nhé. Không cần đâu, nếu thánh phủ của Thiên Xu thần đã đến hỏi thăm rồi, ta liền suy đoán ở đây một phen luôn để thể hiện lòng thành vậy. Lúc trước khi bằng nang áp giải người mà cậu nghi ngờ tới đã đưa cho ta di vật của tức năng thần, lần này ta sẽ suy đoán càng chính xác hơn. Sưu thần chi pháp là một nam tử, hơn nữa tu vi cũng đến cấp chính thần rồi. Lão sư, người không sao chứ? Hung thủ đã giết tước lang thần là một vị lam kiếm sư đến từ cực đỉnh phủ của Chi Thánh Tôn. Mật Dung, gọi nha hoàn ở bên ngoài giúp ta, ta muốn thay y phục. Nha hoàn đều đã đi ngủ hết rồi, vẫn là để con đến giúp người thì hơn ạ. Con nên khuyên nhủ vị bằng hữu kia của con đi, cậu ấy tính tình ngay thẳng, lại dễ dàng hành động lỗ mãng, cục diện vốn đã bất lợi với cậu ấy rồi. Nếu cậu ấy cứ ngược gió mà đi gây án, thì sẽ chỉ khiến cho cậu ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà thôi. Lão sư, người đã biết rồi sao? Đúng vậy, ta cũng biết tước năng thần cướp bóc giết người, Hoa Đông Minh phản bội sư phụ tông môn. Và cậu ấy không hề làm gì sai cả, chỉ là con nên nói cho ta biết sớm hơn một chút, dù sao ta làm chủ sự ở Huyền Qua thần quốc. Nếu như biết được thông tin thì cũng có thể thoái thác sớm hơn. Con xin lỗi, là lỗi của con không nên che giấu. Trước mắt thì các thủ lĩnh đều đã chuyển rời đến phủ của chúng ta, chỉ đợi đến khi tình trạng sức khỏe của ta ổn hơn để nói họ nghe rõ ràng hơn. Con đi tìm vị bằng hữu kia của con, chuyển lời của ta cho cậu ấy, bảo cậu ấy hãy hành sự thận trọng, ngày mai ta sẽ nghĩ cách xem sao. Vâng, Trúc Thanh Trác, người ra đây cho ta. Không ổn, nghe là sắp xảy ra chuyện rồi. Mật Dung, con theo ta đi xem sao. Nội viện của phủ Chi Thánh Tôn. Chuyện gì vậy? Đêm hôm hô to gọi nhỏ gì vậy? Ta hỏi qua rồi, ngươi không phải là người vốn ở Thiên Sủ, chỉ vì trùng hợp mà thành tông chủ của Lâu Long Tông. Rất có khả năng ngươi từ cực đỉnh đại lục qua đây, hung thủ sợ rằng chính là ngươi. Vậy chi bằng, vậy thì bằng chứng đâu? Cho dù không có chứng cứ, ngươi cũng phải có lý do để suy diễn. Tùy tiện hoài nghi người khác, đây chính là tác phong của Thiên Sủ thần vũ các ngươi ư? Tiểu tử, ngươi đừng quá là ngang ngược, đợi đến khi ngươi sống không bằng chết dưới tay của ta, tất cả những gì ta muốn hỏi, lúc đó tự nhiên là sẽ hỏi được. Chơi với hắn đi. Đây là Diêm Vương Long, tông chủ mới của Lâu Long Tông, thế mà lại có thể điều khiển được ám dạ chi chủ, thật không đơn giản. Chẳng trách mà cậu ấy lại được chọn chúng. Người này mà đến từ cực đỉnh đại lục, nơi thiếu hụt minh tử, có đánh chết thì ta cũng không tin. Hỏng rồi, giờ phải làm sao đây? Dừng tay, ta cũng tới từ cực đỉnh, bây giờ làm việc cho Huyền Qua thần quốc. Huynh ấy đến từ đâu, có vấn đề gì sao? Nương tử,
là Võ Thánh Tôn. Võ Thánh Tôn mang theo Huy Thần Quân trở lại thần đô rồi. Võ Thánh Tôn, nương tử nàng kể ra thì dài lắm. Trong lúc chúng ta đi du lịch thì được Huyền Qua Thần nhìn chúng. Bà ấy bảo ta ở lại giúp đỡ. Lúc Huyền Qua Thần thu nhận và giúp đỡ các ngươi hồi đó, ta đã có ý kiến rồi. Bây giờ lại còn muốn bao che một hung thủ sát hại Tước Lang Thần và cung chủ của Phạm Lâm Cung. Đây là hạ quyết tâm đối đầu với Thiên Xu Thần Vũ chúng ta hay sao? Huynh ấy là phu quân của ta, ta nhất định là phải bảo vệ huynh ấy. Hơn nữa chúng ta của bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian để xoắn xuýt mấy chuyện ân oán này. Bà một tin, Lâm Tích Đại Lục tạo phản rồi. Cái gì, thế mà lại có chuyện như vậy? Lâm Tích Đại Lục, lương tử có chuyện gì vậy? Lâm Tích Đại Lục nằm ở biên giới của Huyền Qua Thần Quốc và đã bị Hoa Kiều chinh phục, nhưng mà ở đó thường xuyên xảy ra nổi loạn. Lần này bọn họ không biết kiếm đâu ra một cao thủ tiêu diệt chính thần của Thiên Xu, cho nên Huyền Qua Thần Quốc cũng giúp cho bình định cuộc nổi loạn này. Thì ra là vậy, xem ra là giống như là Cực Đỉnh cũng là nạn nhân của Hoa Kiều. Phía ta thì đã xử lý phản quân rồi, nhưng mà cần một người đi đàm phán với thủ lĩnh của phản quân, ai sẽ đi? Lương tử hay là ta đang muốn để chàng đi đây. Phu quân nếu tiếp tục ở lại nơi này, e là sẽ bị người của Hoa Kiều để mắt tới. Chỉ bằng tìm cơ hội để chàng ấy tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn. Hắn, sứ giả đàm phán liên quan tới thể diện của Thiên Xu, thế mà lại để một tên tội phạm đi làm. Mọi người chỉ không tin tưởng huynh ấy mà thôi. Huynh ấy làm được chuyện này, thì nếu như huynh ấy không giết người, sự phòng bị của mọi người cũng sẽ mất đi. Còn nếu như huynh ấy thật sự là hung thủ, thì cũng coi như là lập công chuộc tội, không đúng hay sao? Ta cũng cho rằng chuyện này thỏa đáng. Lấy năng lực của ta, ngoại trừ dự ngôn của kiếm sư, thì xác thực khó mà nhìn trộm thiên cơ gì liên quan tới hung thủ. Trúc tông chủ nếu như có lòng hướng về chúng ta thì nhất định là cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh. Có lý, vậy thì vất vả cho Trúc tông chủ rồi. Nghe nói điều kiện đàm phán của Thiên Xu Thần Vũ đưa ra cho Lâm Tích Đại Lục lần này là vô cùng hà khắc. Sứ giả đàm phán sợ là sẽ rơi vào kết cục bị đối phương giết chết ngay lập tức. Nữ nhân này không biết tình hình ở bên trong, thế cứ theo ý của cô ta. Dù sao Trúc Thanh Trác cũng chết chắc rồi. Lương tử, Tống Thần Hầu đưa ta tới đây là được rồi. Vị này chính là thứ giả đàm phán Thiên Xu tới. Đúng vậy, chỉ là sao ngài lại biết ta? Ta từng kề vai chiến đấu với Võ Thánh Tôn, nên được nghe về uy danh của ngài từ đấy. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Nghe nói phu quân của cô ấy từng tới Long Môn, còn tiêu diệt thân xác của Hoa Kiều ở trong đó. Trúc Tiểu Hữu là ân nhân của Lâm Tích Đại Lục chúng ta. Nếu không có cậu, sau khi Hoa Kiều trở về từ Long Môn sẽ dẫn đầu đi tiêu diệt chúng ta. Nhưng bây giờ tu vi của hắn bị tổn hại nên chỉ có thể bế quan tu luyện mà thôi. Lão nhân gia không cần phải khách khí như vậy. Hoa Kiều làm nhiều việc ác, đó đều là chuyện mà ta phải làm. Trúc Tiểu Hữu đại nghĩa, chẳng trách mà được Võ Thánh Tôn coi trọng. Ta cũng không thể nào làm vướng chân nương tử của ta được, đúng không? Vị sứ giả đàm phán này là ân nhân của Lâm Tích Đại Lục. Trúc Thanh Trác Tiểu Hữu mau tới đây, mọi người cùng nhau uống rượu không say không về. Đàm phán mọi chuyện thế nào rồi? Thương lượng ổn thỏa rồi, vị thủ lĩnh đó đồng ý trợ giúp Đại Thiên Xu ta, tự mình dẫn quân đi diệt trừ các đại lục đối địch. Cái gì? Bọn họ chẳng phải chính là đại lục đối địch hay sao? Cậu khiến cho bọn họ chấp nhận điều kiện rồi ư? Vẫn chưa chấp nhận, nhưng ta có ý tưởng mới. So với việc để bọn họ làm nô lệ, chi bằng để bọn họ làm bia đỡ đạn ở trên chiến trường. Dù sao, số cổ đại lục mà Hoa Thần Kiều muốn chinh phục cũng rất nhiều. Để bọn họ đi đầu là được, chiến lực của Lâm Tích Đại Lục rất mạnh. Nhưng mà bọn họ thật sự nào đồng ý làm bia đỡ đạn ở? Lẽ nào bọn họ không nhìn ra chúng ta coi bọn họ như là công cụ? Cho nên chúng ta phải thương lượng với thủ lĩnh của bọn họ thêm lần nữa, để cho Thiên Xu cho bọn họ lợi ích thỏa đáng. Ít nhất là phải cho quân đội của họ đi lại, cũng tiện cho việc điều động họ tới các đại lục khác. Cũng phải, so với việc để bọn họ chống lại chúng ta, chỉ bằng để bọn họ cùng với các bạo dân ở đại lục khác tự tàn sát lẫn nhau. Trúc tông chủ đúng là thiên tài đàm phán mà. Uống rượu có vui hay không? Vui. Ta còn lấy được rất nhiều linh quả nữa. Lần này may mà có lương tử, nếu không ta cũng khó mà ở lại đây được. Không trách chàng, dù sao chúng ta đều chống đối với Hoa Kiều, ta có thể lăn lộn tới vào đây cũng là vì có duyên phận với Huyền Quang. Thế bà ấy sẽ đứng về phía ta hay là phía của Hoa Kiều? Không biết nữa, nhưng chuyện này không quan trọng. Bởi vì thần vụ phục thần của chàng sinh ra, Bắc Đầu Thần Châu cũng đã phải cải tổ lại. Ta nghe được tin rằng vốn là Thất Tinh Thần Thống Trị sẽ mở rộng thành do Cửu Tinh Thần Thống Trị. Huyền Qua Thần muốn lấy được vị trí
tinh thần thứ 8, cho lên ủy quyền cho ta, để ta giúp bà ấy đi chinh chiến. Mà về vị trí tinh thần thứ 9, ta nghĩ là hoặc là chúng ta đi kết giao với ứng cử viên mà đáng tin cậy để cân bằng thế lực với Hoa Kiều, hoặc là chàng tự mình đi giành ấy. Nương tử, nàng không nhầm đấy chứ, để ta đi.